Các em thân mến, hôm nay thầy giới thiệu bài 24 cơ cấu phân phối khí. Đây là cơ cấu thứ hai sau cơ cấu trục khuỷu thanh truyền của cấu tạo động cơ đốt trong. Để vào bài, thầy kiểm tra lại bài cũ. Xin hỏi câu 1, nhiệm vụ và cấu tạo của thanh truyền. Và câu 2, trên má khuỷu người ta làm thêm đối trọng để làm gì? Thì câu này các em suy nghĩ để trả lời. Nhiệm vụ của thanh truyền tức là làm nhiệm vụ truyền lực giữa piston và trục khuỷu. Đơn giản vậy thôi. Nó là nhiệm vụ truyền lực giữa piston và trục khuỷu. Còn thêm đối trọng vào trong trục khuỷu là để giữ cân bằng về khối lượng, các phía của trục khuỷu phải tương đương nhau. Việc này rất quan trọng bởi vì nó sẽ làm cho trục khuỷu không bị rung và động cơ làm việc không có tiếng ồn. Cho nên các đối trọng này được giải quyết là giữ thăng bằng cho trục khuỷu, hay nói đúng hơn là giữ cho khối lượng của trục khuỷu về các phía đối nhau là tương đương nhau. Bài 24, cơ cấu phân phối khí. Một lớn nhiệm vụ phân loại của cơ cấu phân phối khí. Một nhiệm vụ phân phối khí đó là một cơ cấu giúp cho việc đóng mở cửa nạp hay cửa thải đúng lúc để động cơ thực hiện quá trình nạp khí sạch hoặc nạp hòa khí sạch vào xi lanh và thải khí đã cháy trong xi lanh ra ngoài, không khí ở trong động cơ diesel và hòa khí ở động cơ xăng. 2. Phân loại. Cơ cấu phân phối khí thường được chia ra các loại sau. 1. Là cơ cấu phân phối khí dùng supap. Và 2. Là cơ cấu phân phối khí dùng van trượt. Trong cơ cấu phân phối khí dùng supap thì có cơ cấu phân phối khí dùng supap đặt và cơ cấu phân phối khí dùng supap treo. Cơ cấu phân phối khí dùng van trượt là thường dùng ở động cơ hai kỳ piston vừa tham gia làm thêm nhiệm vụ đóng mở cửa nạp cửa xả. Hai lớn cơ cấu phân phối khí dùng supap. Một, cấu tạo. Một bên chúng ta thấy cơ cấu phân phối khí dùng supap treo và một bên là cơ cấu phân phối khí dùng supap đặt. Như vậy chúng ta thấy về cấu tạo, cơ cấu phân phối khí supap treo có vẻ phức tạp hơn. Và chúng ta xem từng chi tiết. Về cấu tạo của cơ cấu phân phối khí dùng supap treo, chúng ta thấy nó dùng có supap, có thể là supap nạp hoặc supap xả. Lò xo supap cần 7, người ta hay gọi là cò mổ, ốc điều chỉnh khe nhiệt, đũa đẩy, con lội, cam hút. Các bánh răng phân phối thì gồm có bánh răng trung gian và bánh răng trục khuỷu. Thì đây là cấu tạo của cơ cấu phân phối khí dùng supap treo. Cơ cấu phân phối khí supap đặt gồm có trục cam và cam 1, con đội, lò xo supap 3, supap là 4, nắp máy là 5, trục khuỷu là 6, bánh răng phân phối. Những dấu hiệu chủ yếu để phân biệt cơ cấu phân phối khí dùng supap đặt và supap treo thì chúng ta thấy supap treo thì các chi tiết của nó phức tạp hơn. Cơ cấu phân phối khí dùng supap treo thì được lắp ở trên nắp máy, còn cơ cấu phân phối khí dùng supap đặt thì được lắp ngay trên thân xi lanh. Và chúng ta thấy phần nắp máy của phần supap đặt có vẻ gọn hơn. Thì đây là cái dấu hiệu chúng ta nhận biết động cơ nào dùng loại supap gì.
Hai, nguyên lý làm việc. Nguyên lý làm việc của cơ cấu phân phối khí súp áp đặt và cơ cấu phân phối khí súp áp treo được mô phỏng. Súp áp làm thay đổi cửa nạp, cửa thải. Như vậy chúng ta thấy hai cơ cấu nguyên lý làm việc của nó có phần, một cái thì có vẻ đơn giản, còn súp áp treo thì có vẻ phức tạp hơn vì nó còn qua trục cò mổ rồi mới đến được các súp áp. Đây là nguyên lý của làm việc của cơ cấu phân phối khí dùng súp áp đặt. Chúng ta thấy súp áp đặt ngay trong thân xi lanh. Còn cơ cấu phân phối khí súp áp treo thì phức tạp hơn. Khi vỗ cam tác động làm con đội đi lên, đũa đẩy làm cò mổ xoay cùng chiều kim đồng hồ quanh trục cò mổ và làm súp áp bị ép xuống mở cửa nạp để nạp khí mới vào xi lanh hoặc mở cửa thải, thải khí cháy trong xi lanh ra ngoài. Khi súp áp mở thì lò xo súp áp bị nén lại. Và khi vấu cam quay qua thì nhờ lò xo súp áp giãn ra, các chi tiết của cơ cấu trở lại vị trí ban đầu, cửa nạp hoặc là cửa thải đóng lại. Như vậy chúng ta thấy cùng chiều kim đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hồ là do chúng ta cách đặt đũa đẩy về phía này hay bên kia, thì tùy theo cách chúng ta trang trí hình vẽ và chúng ta trình bày. Còn nguyên lý làm việc của cơ cấu phân phối khí dùng súp áp đặt thì chúng ta thấy đơn giản hơn. Con đội trực tiếp dẫn động súp áp, các chi tiết đũa đẩy và cò mổ không cần bố trí, và cơ cấu cam tác động làm súp áp đóng và mở theo chu kỳ làm việc. Con đội trực tiếp bị vấu cam đưa lên và lò xo nén lại làm cho cửa nạp hoặc cửa xả mở ra. Dấu hiệu chủ yếu để phân biệt cơ cấu phân phối khí súp áp đặt và cơ cấu phân phối khí súp áp treo đó là quan sát thấy ngay lắp máy gọn hơn, không có cò mổ, trục cò mổ, cơ cấu bù nhiệt, đũa đẩy, con đội tì ngay trên cam. Còn ở súp áp treo thì cấu tạo nắp máy phức tạp hơn, có nhiều chi tiết trên nắp máy như là đũa đẩy, trục cò mổ, rồi cơ cấu bù nhiệt. Trong hai loại trên, cơ cấu phân phối khí súp áp treo tuy có cấu tạo phức tạp nhưng lại có nhiều ưu điểm. Thứ nhất là cấu tạo buồng cháy gọn hơn, bảo đảm nạp đầy và thải sạch, dễ điều chỉnh xe hở. Và đây là cấu tạo của cơ cấu phân phối khí người ta đặt trên lắp máy và có các súp áp, lò xo súp áp, cam, vấu cam, con đội. Đây là vấu cam và con đội. Còn đây là mặt trên, chúng ta nhìn xuống, chúng ta thấy lò xo súp áp nó bị nén lại khi trục cam, cục cam là hai cái cục dài này. Một cái trục cam của dùng cho súp áp đặt, súp áp nạp, còn một cái là trục cam cho súp áp xả. Tham khảo thêm về cơ cấu phân phối khí dùng van trượt, đây là sử dụng trong động cơ hai kỳ. Piston ngoài việc nén khí trong xi lanh, chuyển động tĩnh tiến trong xi lanh thì nó còn nhiệm vụ đóng mở các cửa nạp, cửa quét và cửa thải. Và đây là cơ cấu phân phối khí dùng van trượt thường dùng ở động cơ hai kỳ. Và chúng ta thấy piston vừa mở làm nhiệm vụ vừa mở cửa nạp, vừa mở cửa quét, đóng mở cửa quét mà cũng vừa đóng mở cửa thải. Về pha phân phối khí thì chúng ta thấy theo lý thuyết từ điểm chết trên xuống điểm chết dưới, từ điểm chết dưới đến điểm chết trên là nén, từ điểm chết trên xuống điểm chết dưới là cháy giãn nở, và từ điểm chết dưới lên điểm chết trên là thải. Như vậy bốn kỳ rõ ràng là theo phân phối lý thuyết thì nó là góc 90 độ. Không thể chế tạo được cái cam thẳng đứng như vậy, và chúng ta cam cái vấu cam của nó có độ cong phù hợp với sự làm việc của
trục khuỷu và con đội, cho nên pha lý thuyết của nó có góc mở sớm và góc đóng muộn. Tại vì chưa đến điểm chết trên thì suppap nó đã mở hoặc đóng rồi, cho nên nó sẽ có cái góc alpha, góc beta, góc gamma và góc theta. Thì đây chúng ta sẽ tóm tắt lại. Giai đoạn từ lúc mở đến lúc đóng suppap tính bằng góc quay của trục khuỷu và được gọi là pha phân phối ở các kỳ nạp. Theo lý thuyết, tất cả các kỳ nạp, kỳ nén, kỳ cháy dẫn nở và kỳ xả là đều 180 độ. Nhưng thực tế, trong lý thuyết thì có góc alpha và góc gamma là góc mở sớm của suppap. Và góc beta và góc theta đó là góc đóng muộn của suppap. Thì có thể cộng hoặc trừ. Thì cái này là mở sớm hoặc đóng muộn. Đây là pha phân phối thực tế. Bài học kết thúc. Thân mến chào các em. Tạm biệt các em. Hẹn gặp lại trong giờ học sau.